Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin làm đẹp cùng các bạn Và chủ đề trong video ngày hôm nay của chúng ta đó chính là lựa chọn sản phẩm kem đánh răng Để giúp cho răng miệng của chúng ta được khỏe mạnh hơn này, cũng như là giúp răng của chúng ta được trắng hơn à, Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về việc vệ sinh răng miệng quan trọng như thế nào nhé để thứ nhất là để bảo vệ răng miệng chúng ta này cũng như là khiến cho răng của chúng ta được trắng sáng hơn thì chúng ta thường có thói quen là đánh răng hai lần trong một ngày đó là sáng và tối đánh răng nó cũng giúp cho là giảm thiểu các vi khuẩn có hại trong khoang miệng của chúng ta và quan trọng là cái việc mà làm trắng răng là một trong những cái nhu cầu mà không thể thiếu cũng như là cái nhu cầu quan trọng của rất rất nhiều người hiện nay và để làm trắng răng thì nhiều người chọn cách đó là bọc răng bằng xứ này hay là đi lấy men răng rồi là lấy cao răng và những cách này thì được rất nhiều người lựa chọn hiện nay tuy nhiên thì nếu như về cách lấy cao răng thì nếu như chúng ta lấy quá nhiều nó sẽ gây nhiều vấn đề có hại cho răng miệng đó là khiến răng của chúng ta yếu đi cũng như với việc là khiến răng của chúng ta ngày một bào mòn dễ dàng hơn. Chính vì vậy mà tìm một loại sản phẩm kem đánh răng vừa giúp bảo vệ răng miệng cho chúng ta này cũng như là giúp cho răng của chúng ta trắng sáng hơn luôn là được, điều được rất nhiều người quan tâm. Và hiểu được điều này thì Kiều Anh cũng như là siêu thị Hàn Quốc đã tìm hiểu và đã thấy được một trong những sản phẩm cực kỳ tuyệt vời mà được người dân Hàn Quốc ưa chuộng sử dụng. Đó chính là sản phẩm kem đánh răng mật ong Hàn Quốc Propolis. Vậy thì sản phẩm này này nó có những ưu điểm gì cũng như là nó mang lại những công dụng gì cho người dùng thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nhé. Đầu tiên, một trong những điểm cộng cực kỳ lớn của sản phẩm này đó chính là thành phần chính được làm từ sáp ong Hàn Quốc nói qua một chút về cái sản phẩm mật ong cũng như là sáp ong thì chúng ta đã biết sản phẩm cái mật ong này nó từ xa xưa đã được coi như là một trong những cái nguyên liệu làm đẹp vô cùng quý hiếm rồi đúng không? Thực ra là nói là quý hiếm thế thôi nhưng mà hiện nay thì theo anh thấy kể cả cái thành phần sáp ong hay là mật ong thì cũng được khá nhiều người sử dụng trong cái việc làm đẹp này. Khi sử dụng mật ong thì những công dụng chúng ta có thể kể đến chẳng hạn như là giúp cho da rẻ của chúng ta hồng hào hơn này, giúp cho tóc của chúng ta được bóng và mượt hơn cũng như là kích thích sự phát triển của tóc và một trong những công dụng không thể nào mà không kể đến khi sản phẩm nào khi nhắc đến cái sản phẩm cũng như là nhắc đến cái sáp ong hàn quốc này đó chính là khả năng làm trắng sáng cho răng miệng và hiểu được điều này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc, cụ thể là hãng Hanyu Farm đã cho ra đời sản phẩm kem đánh răng mật ong Propolis và đây là một trong những sản phẩm được đến 90% người dân Hàn Quốc sử dụng bởi những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Vậy những công dụng của sản phẩm này là gì? Đầu tiên, đó chính là khả năng làm sạch khoang miệng cho chúng ta, loại bỏ các vi khuẩn có hại ra khỏi khoang miệng. Thứ hai, đó chính là sản phẩm kem đánh răng này thì loại bỏ các mảng bám ở trên răng của chúng ta cũng như là khiến cho răng của chúng ta ngày một trắng sáng hơn nếu như chúng ta kiên trì sử dụng sản phẩm kem đánh răng này trong một thời gian dài. Thứ ba, đó chính là khả năng bảo vệ lợi và nướu của chúng ta cũng như là khiến cho khoang miệng của chúng ta được sạch sẽ hơn và ngăn chặn các tình trạng khác như là bị nhiệt miệng này. Và nhiệt miệng chắc chắn là một trong những vấn đề mà chúng ta rất rất ghét rồi đúng không? Bởi vì nó không chỉ mang lại đau đớn mà còn mang lại những rắc rối khác khiến cho chúng ta không thể ăn uống được. Và thứ tư, đó chính là khả năng làm trắng sáng răng một cách nhanh nhất. Với cái thành phần như kiểu anh vừa kể đó chính là sáp ong thì vốn đã được sử dụng trong cái việc là làm trắng sáng răng rồi. Thì với sản phẩm kem đánh răng này thì khi chúng ta sử dụng kiên trì hai lần trong một ngày đó là sáng và tối thì kiểu anh tin chắc rằng chỉ trong một thời gian thôi răng của chúng ta sẽ trắng sáng lên đáng kể thứ năm đó chính là khả năng phòng chống hôi miệng một trong những căn bệnh mà khiến cho rất nhiều người cảm thấy e ngại khi giao tiếp đúng không nếu như chúng ta sử dụng những loại kem đánh răng bình thường nó sẽ không giúp loại bỏ được cái tình trạng hôi miệng này hay là chúng ta phải sử dụng các loại nước súc miệng riêng biệt tuy nhiên thì khi sử dụng sản phẩm kem đánh răng như thế này thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm bởi cái vấn đề hôi miệng đấy của chúng ta sẽ được loại bỏ chỉ với một sản phẩm kem đánh răng nhỏ tí xíu như thế này thôi và cuối cùng đó chính là khả năng bảo vệ răng miệng bảo vệ khoang miệng của chúng ta trước các tác nhân gây hại cũng như là phòng ngừa căn bệnh sâu răng này và với những công dụng tuyệt vời như vậy thì oanh tin chắc rằng mọi người sẽ muốn sử dụng sản phẩm này thôi đúng không? Và nếu như mọi người có thắc mắc rằng là với một sản phẩm tuyệt vời như thế này thì cách dùng như thế nào thì oanh sẽ giải thích một chút. Đó là với sản phẩm kem đánh răng như thế này thì chúng ta hãy sử dụng đều đặn đó là buổi tối trước khi đi ngủ cũng như là buổi sáng khi ngủ dậy và mỗi lần thì chúng ta có thể xịt một chút kem đánh răng nhỏ như hạt đậu lên cái bàn chải đánh răng của chúng ta và cái thời gian ít nhất để chúng ta đánh răng đó chính là 2 phút. Và nếu như chúng ta đánh thời gian lâu hơn như vậy cũng được Bởi vì như thế thì nó mới có thể là làm sạch đầy đủ khoang miệng cho chúng ta Cũng như là tác động lên răng của chúng ta để khiến cho nó trắng sáng hơn cũng như là hiệu quả hơn Và mặc dù những cái lưu ý này thì đã quen thuộc rồi Nhưng Oanh vẫn phải nhắc lại một lần nữa để các bạn nhớ rõ hơn Đó chính là với sản phẩm kem đánh răng này thì chúng ta đừng nuốt nha Mà chúng ta hãy xúc miệng cũng như là làm sạch răng miệng cẩn thận và chỉ với một vài tip nho nhỏ như vậy thôi thì chúng ta đã có thể là khiến cho răng miệng của mình được trắng sáng hơn Cũng như là loại bỏ phòng tránh những căn bệnh về miệng như là hôi miệng này, rồi sâu răng này hay là viêm nha chu À, và mọi người thì thường hỏi Oanh rằng là với một sản phẩm tuyệt vời như thế này thì mua ở đâu Thì Oanh cũng xin được gợi ý đó chính là chúng ta có thể mua sản phẩm này Tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Bởi siêu thị Hàn Quốc thì với tiêu chí chất lượng là uy tín, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc này. Cũng như là khi nhận sản phẩm các bạn được phép kiểm tra hàng dưới sau đó mới thanh toán. Và siêu thị Hàn Quốc thì cam kết đổi trả hàng trong vòng 7 ngày. Thế nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm bởi nếu như khi nhận hàng bạn thấy sản phẩm không đúng với những gì mà video đã mô tả và cụ thể là kiểu anh đã mô tả thì các bạn có thể được đổi trả hàng trong vòng 7 ngày. Và Oanh cũng sẽ gợi ý thêm một trong ba phương thức để các bạn đặt hàng sản phẩm tại siêu thị Hàn Quốc. Đầu tiên, đó chính là các bạn hãy gọi điện tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn mua hàng. Phương thức thứ hai đó là các bạn hãy nhấn vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho sản phẩm kem đánh răng Propolis này cũng như là nhận được nhiều tư vấn hơn từ các chuyên viên. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm kem đánh răng cũng như là củng cố thêm niềm tin để chúng ta lựa chọn sản phẩm kem đánh răng mật ong đến từ Hàn Quốc như thế này để giúp cho răng miệng của chúng ta được trắng sáng hơn cũng như là phòng ngừa được nhiều căn bệnh về đường miệng nhé. Chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào bình an và luôn giữ được nụ cười trên môi. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye! Các bạn còn thắc mắc về sản phẩm kem đánh răng mật ong đến từ Hàn Quốc Propolis? thì hãy truy cập vào các video phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về các sản phẩm mới nhất, những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.